Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày đầu tuần, một ngày thứ hai, một ngày 22 tháng 4. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang diễn biến như thế nào. Để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả, thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sâu tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đầu tiên anh chị mình cũng thấy hôm nay bản chất là một cái phiên cầm máu của thị trường sau một cái tuần giảm điểm có thể nói là tương đối dã man và khốc liệt ở trong cái tuần vừa qua, hơn đâu đó khoảng tầm 100 điểm. Thì hôm nay thị trường hồi mã hương trở lại, đóng cửa ở vùng giá 1.190 điểm, thì tương ứng tăng khoảng tầm 15 điểm với trạng thái thanh khoản tương đối thấp. Thì bản chất anh chị, sau những cái biến động lớn của thị trường thì những cái phiên tăng điểm hoặc là những cái phiên hồi phục của thị trường chung bao giờ nó cũng sẽ mang những cái phiên thanh khoản thấp. Tại vì cái tâm lý anh chị mình trong giai đoạn này bản chất nó không phải là những cái giai đoạn mà nó nằm ở những quá trình ồn ào, những giai đoạn mà nó gọi là quá sôi động, thì cái việc mà thanh khoản cấp là cái vấn đề hết sức bình thường. Ví dụ như em đi và hệ thống khách hàng bên mình, bản chất trong những cái phiên như ngày hôm nay thì mình cũng không có kiến nghị cho anh chị mình mua với những cái mặt cổ phiếu mà tăng giá, thì đồng nghĩa với một cái việc là gì, trạng thái cổ phiếu nó không tạo cho mình những cái điểm mua an toàn đấy. Thì thanh khoản cấp ở đây nó cũng dễ hiểu, khi mà lượng lớn nhà đầu tư mình cũng sẽ không phải gọi là quá say máu ở trong những cái phiên hồi phục hoặc tăng điểm như ngày hôm nay. Vì trước đó chị mình thấy không, có rất nhiều những cổ phiếu nó giảm đâu đó khoảng tầm từ 15 đến 20%. Thì hôm nay với một cái phiên bật hồi phục trở lại hồi mã hương của thị trường, thì những cổ phiếu tâm điểm như là dòng chứng khoán nó cũng bật hồi phục trở lại. Những cổ phiếu như VND nè, anh chị mình thấy chiết khấu từ cái vùng đỉnh cổ phiếu là quanh vùng 24.8 xuống cái vùng giá thấp nhất là vùng 18 cũng tầm khoảng 26%. Thì cái việc mà cổ phiếu nó tăng bật trở lại một cây trần như ngày hôm nay á, là việc hết sức bình thường, hay một cái hiệu ứng của một cái quả bóng rơi mà em đã chia sẻ với chị mình rất kỹ ở trong một cái buổi video cuối tuần hôm chủ nhật ngày hôm qua. Thì em đã nói chị mình là 80% kịch bản trong tuần này thị trường sẽ có một cái cú hồi phục, thì để cho chị mình hành động như thế nào thì đó mới là cái điều quan trọng. Những cái phiên hồi phục như thế này, những cổ phiếu tăng trần như dòng chứng khoán như VND, thì liệu nó có tạo cho anh chị mình điểm mua hay không, hay là những anh chị nào kẹp cổ phiếu trong những cột cái giai đoạn này anh chị mình sẽ cần làm gì, đó là cái điều quan trọng hơn, mọi người lưu ý nhé. Còn với cái việc thị trường mà hôm nay nó hồi phục á, thì cá nhân em mình sẽ không phải quá bất ngờ, tại vì không phải phiên ngày hôm nay buổi sáng hoặc là buổi video ngày hôm qua mình mới đánh giá với chị nhà đầu tư, mà bản chất khi dựng nó giảm sâu thì nó sẽ có hồi phục là bình thường, cái gọi là một phiên hồi phục kỹ thuật là chuẩn nhất nha. Đấy, ví dụ như ngày 16 đi, thì em đã nói chị mình rất là nhiều à, buổi ngày là ngày 19 tháng 4, đây là cái nhận định của em khi mà em còn ở Đà Lạt á. Thì em cũng đã nói với tất cả anh chị trong room là gì, với cách đánh này ép bán của tổ chức thì 80% qua tuần sẽ có nhịp hồi đủ tốt để cho anh chị mình, thứ nhất là anh chị nào kẹp cổ phiếu tài khoản căng margin, thì buổi sáng nay em cũng đề cập đến anh chị mình là gì, thị trường biên độ rơi khoảng 100 điểm. Đấy, thì bản chất khi mà thị trường rơi 100 điểm á, thì những anh chị nào mình follow theo em, chúng ta đã view sai về góc nhìn thì mình đã xử lý sớm ở trong tuần trước. Còn với những cái trạng thái mà ngày hôm 16 đi mà anh chị mình có rơi vào cái trạng thái hoảng loạn hoặc là bi quan, bị đè tâm lý không chịu nổi nữa mà anh chị mình bán ra, không xử lý sớm mà tới 6 anh chị mình mới bán á, thì đa phần anh chị mình thấy không, nó đều là những vùng giá thấp. Đấy, thì đó cái vùng mà anh chị bán ra rất dễ dính vào ngay cái vùng đáy ngắn hạn, mà hôm nay thị trường nó hồi lên những cái vùng giá nó tốt hơn, anh chị mình cơ cấu mình xử lý chí ít nó vẫn là gì, vùng giá nó tốt hơn so với hôm 16 mà anh chị mình có bán ra. Cho nên em đánh giá kịch bản 180% là cái tuần này là cái tuần mà thị trường sẽ có những điểm hồi phục kỹ thuật trở lại đấy, theo một cái hiệu ứng về quả bóng rơi, nó rơi từ tầng 10 xuống tầng trệt sẽ bật lên đâu đó tầng 3, tầng 4. Thì anh chị mình nên tận dụng cái cơ hội hồi phục này là cơ hội để cho nhà đầu tư mình cơ cấu xử lý danh mục đối với những tài khoản nào, thứ nhất là những tài khoản căng margin nằm ở những cái ngưỡng cảnh báo của các công ty chứng khoán, thì mình nên tận dụng mình hạ đi cái quy mô margin. Tại vì anh chị mình lưu ý thì margin là hai cái tỷ lệ về đòn bẩy, là con dao hai lưỡi. Nếu như mà anh chị mình tận dụng mình đánh á, margin á, chỉ đánh cho một cái trend thị trường đi lên, một cái trend thuận lợi, một cái xu hướng tăng, còn lúc này anh chị mình thấy trong ngắn hạn thị trường biến động lớn nó bị giảm điểm ở 100 điểm, thì cái xu hướng thị trường trong ngắn hạn đó nó mang cái biên độ giảm tương đối rủi ro, cho nên vì thế không phù hợp để cho anh chị mình đánh margin. Ví dụ hồi xưa em hay kể cho anh chị mình câu chuyện về lãi kép đúng không, anh chị mình sử dụng margin để mình tối đa hóa cái lợi nhuận, thì nếu anh chị mình sử dụng sai trong thời điểm thị trường giảm thì nó không khác gì cái lỗ kép anh chị đấy.
cái tỷ lệ về margin đây mà anh chị mình vay mình mua mình mượn á, thì khi mà nó bị thua lỗ á, nó sẽ cắn trực tiếp một cái tài sản ròng của anh chị mình, cùng với đó là cái số lượng cổ phiếu bằng tiền tươi tiền thịt mà anh chị mình đang nắm á, nó cũng lỗ theo, thì đó là trạng thái lỗ kép. Anh chị mình lưu ý trên thị trường biến động giảm, trước mắt là phải hạ được cái quy mô vốn. Nếu anh chị mình không hạ được thì những cái phiên hồi phục trong tuần này là cơ hội tốt cho anh chị mình xử lý ra. Đấy, cái thứ hai là tỷ trọng cổ phiếu anh chị mình nắm còn lớn. Ví dụ danh mục nhiều, anh chị mình gửi em ngày hôm qua đi, danh mục anh chị mình cầm tới 7 hoặc là 10 cổ phiếu á, là nó tương đối nhiều trong cái thời điểm thị trường biến động giảm, thì đây cũng là cơ hội cho anh chị mình tinh gọn lại danh mục còn 2 đến 3 mã cổ phiếu để cho anh chị mình dễ theo dõi. Tại vì cái sai lầm của nhà đầu tư lúc mà thị trường có biến động á, anh chị mình nắm số lượng cổ phiếu nó quá nhiều á, thì khi mà thị trường biến động em chắc chắn anh chị mình mở cái danh mục mình ra 10 15 mã, anh chị mình sẽ không biết bán con nào đầu tiên. Thì nó dẫn tới tình trạng anh chị mình bị động, không xử lý được cổ phiếu. Lưu ý kỹ á, đấy. Cái yếu tố tiếp theo là những cổ phiếu nào nó vi phạm vào những điểm bán á, ví dụ những cái ngưỡng xử lý về tỷ lệ khoảng lỗ 8% á, thì anh chị mình nên xử lý nó ra, tuân thủ cắt lỗ anh chị. Đấy, và cái câu chân ái nhất mà để em tồn tại được bây giờ trên thị trường, anh chị mình mua bất cứ lý do gì cũng được, mua kỳ vọng ra sao cũng được, nhưng khi không đạt kỳ vọng, nhưng khi lỗ thì hãy tuân thủ điểm cắt lỗ này. Mọi người lưu ý á, ngưỡng 8% là ngưỡng rất quan trọng. Tại vì nếu như mà anh chị mình lỗ 8% thì sau đó anh chị mình đánh cho một cái ván mới, một cổ phiếu mới nó tăng tầm khoảng 9-10% là anh chị mình thu hồi được cái khoản lỗ. Còn nếu anh chị mình đợi cổ phiếu nó giảm quá sâu quá nặng thì rất khó cho anh chị mình vực dậy mình làm được cái tài khoản của mình. Cho nên lưu ý cái ngưỡng 8% là ngưỡng quan trọng nhất. Mà anh chị mình thấy trong các cuốn sách của William O'Neill, Jesse Livermore, Mark Vinavini thì họ đều nói về cái ngưỡng con số 8% này. Lưu ý nha, thấy 4% cắt một nửa, 8% cắt hết. Cắt lỗ mới là chân ái để giúp cho anh chị mình tồn tại được trên thị trường. Còn ngược lại, đối với ai mà đã xử lý rồi theo hệ thống ở tuần trước thì cầm phần sức mua đấy quan sát thêm. Em thì mình không ưu tiên cho anh chị mình bắt những cái nhịp hồi, mặc dù em nói chị mình trong mức xấu đúng không, em biết kiểu gì trong tuần này thị trường sẽ hồi đấy, nhưng mà bản thân em lại không kiến nghị cho anh chị mình mua. Tại vì sao? Mặc dù anh chị mình mua vào là có lãi đúng không, nhưng mà em không kiến nghị như thế. Tại vì nếu như mà em nói chị mình nè, anh chị mình biết tại vì sao mà nhà đầu tư hay có tâm lý bắt đáy không, là do trước đó nó tạo cho anh chị mình cái thói quen. Ví dụ như anh chị mình bắt một lần mình ăn, bắt hai lần mình ăn, thì dần dần nó tạo cho anh chị mình có thói quen cái thị trường giảm là anh chị mình đi bắt đáy. Lưu ý, thì em không có mong muốn đưa cho anh chị mình cái tư tưởng này, tại vì bắt đáy nó là một cái gì đó mà nó rất mơ hồ anh chị, tại vì đâu biết đâu là đáy, đi qua đáy mới biết đó là đáy. Cho nên nếu như mà em hướng dẫn anh chị trong room mình đi bắt đáy đi, thì em sợ gì? Em sợ là anh chị mình bị quen tay. Có nghĩa là có thể hôm nay anh chị mình bắt, anh chị mình mua hôm nay có lãi đi, nhưng mà có thể lần tới anh chị mình tiếp tục bắt như thế mà nó sai đi, thì rất cực kỳ rủi ro. Lưu ý kỹ, cho nên em không muốn anh chị mình bắt tay vào làm cái việc bắt đáy. Có nghĩa là không nên thử dù chỉ một lần, mặc dù mình biết là nó có lãi đấy, nhưng mà nó không phải là cái trường phái kiếm tiền an toàn cho anh chị nhà đầu tư, nó không phải là một cái điểm mua an toàn, mà nó chỉ là gì, một cái hiệu ứng quả bóng rơi. Nó chỉ mình rơi nè, bật hồi nè, và mình không biết nó có rơi lại sâu hơn hay không, cái điều này mình không biết nha, không biết. Thì cái việc mà mình có bắt ở đây lên lãi đây nó rất là mong manh anh chị, có nghĩa là mình chủ quan thôi là bắt đầu rơi lại tiếp, thì nó mang tính rủi ro nhiều hơn. Mà thường em định hướng cho anh chị mình đánh á, là mình đánh ở cái vị thế nó an toàn hơn, là cái xu hướng thị trường là trên tăng nè, thì mình đánh nó sẽ thoải mái hơn, thì mình đánh nó sẽ gọi là gì, cái góc độ đầu tư anh chị mình nó sẽ an toàn hơn. Mọi người lưu ý á, tại vì em là một người mà mình luôn luôn xem xét đánh giá trước những cái yếu tố rủi ro trước khi mình đi tìm kiếm cái cơ hội. Ví dụ như ở đây trong tuần trước em đã nói chị mình rất nhiều về cái việc mà chúng ta đã sai về cái quan điểm khi mà thị trường có phiên bán tháo, thì em đã lường trước cái rủi ro xấu nhất của thị trường đã xảy ra là mình sẽ làm gì anh chị mình nhớ. Xấu nhất xảy ra thị trường nó bị bán tháo thì ok, chúng ta chấp nhận cắt lỗ 4 hoặc là 8% rồi mình chờ đợi cơ hội mới. Đó là cái khoản tối thiểu mà chúng ta phải chấp nhận được. Còn nếu như đúng tất cả những cái vùng này chúng ta mua đều là vùng chân sóng đi lên, thì kịch bản xấu nó xảy ra thì bắt buộc mình phải hành động, chứ mình không được cố chấp và mình cãi thị trường chung. Nếu như chị mình không xử lý thì bây giờ có thể những cổ phiếu nó giảm 20% là bình thường. Ngày hôm nay hồi phục là bao nhiêu? Hồi phục là được 6% thì vẫn lỗ 14%. Anh chị mình có cơ cấu có bán ra thì nó vẫn giảm sâu hơn cái việc mình xử lý đúng điểm 8%. Lưu ý kỹ, cho nên cái việc xử lý là phải tuân thủ, mua được thì phải bán được. Đấy. Còn những cái trạng thái mà bây giờ nhà tôi đã qua những cái ngưỡng xử lý đó, thì em hy vọng là chị mình không bán ra trong ngày thứ sáu thì đó là thành công. Thì hôm nay chị mình muốn bán gì thì mình bán, em không khuyến khích anh chị mình bắt đáy. Mà nếu như đã gọi là gì muốn bắt đáy thì không có ai dạy mà đi bắt cái đáy số 1 đâu. Nếu như một kỹ năng mà gọi là bắt đáy nha, em cũng đã từng thử mình nghiên cứu kỹ nha. Nếu như muốn bắt đáy là thường phải đi bắt cái đáy số 2, cái đáy số 3 thì cái độ an toàn nó cao hơn. Chưa chắc nhà đầu tư nào bắt trong phiên ngày hôm nay đã có lãi đâu, chưa chắc anh chị nha. Mà thường anh chị mình thấy nè, ngày hôm nay thị trường đây nó hở gáp đúng không, nó hồi phục là tốt đấy, đấy gọi là cơn mưa rào sau nắng hạn, thì thị trường ngày hôm nay nó cũng mở gáp này. Thì em nói anh chị mình 95%
thị trường sẽ quay trở lại lắp ráp trong tuần này, lưu ý kỹ ha. Đấy, trên trạng thái gọi là thứ ba thứ tư một hai ngày tới thị trường sẽ quay trở lại nó lắp cái vùng gáp này anh chị, nay cái gáp úp này mở ra này, thiếu volume thiếu khối lượng này. Một cái trạng thái bật hồi phục tự nhiên đó, mà nguyên tắc của gáp mở ra là 80% sẽ quay về lắp lại, lưu ý. Cho nên nếu như mà ở một góc độ nào đó mà để gọi là nhà đầu tư bắt đáy á, thì thường phải bắt ở cái đáy số 2, cái đáy số 3 thì thường cái độ an toàn nó cao hơn. Như với trường phái của em mình đã nói rõ anh chị mình rồi, mặc dù biết là hồi đấy nhưng mà em không khuyến khích anh chị mình bắt, sợ anh chị mình quan tay. Đấy, quan tay nó cũng phải là cái điểm hay thôi anh chị. Đấy, cho nên mọi người lưu ý á, mà em sẽ chờ cái giai đoạn thị trường cân bằng và dòng tiền mới xác nhận đi vào phát triển quay trở lại xu hướng tăng, thì thời đoạn đó anh sẽ hướng dẫn anh chị mình đánh một cái văn mới. Tại vì cái góc nhìn dài hạn của em trong năm 2024 này, câu chuyện ngắn hạn của thị trường nó vẫn còn, câu chuyện về tăng vốn của các doanh nghiệp nó vẫn ở đó, nó chưa có mất đi anh chị. Thì nên ở đây vẫn là thị trường cơ hội, nhưng quan trọng nhất thị trường biến động lớn trong ngắn hạn thì bắt buộc chúng ta phải thích ứng với thị trường, thu hồi vốn, hạ quy mô, chờ ván đánh mới mọi người ha. Và em thấy dòng leader bank nó không bị phân phối để kết thúc chu kỳ, thì đó là những cái điều quan trọng đấy. Cho nên tạm thời ví dụ trong ngắn hạn thì trong room bên em mọi người xử lý rồi thì mọi người cứ chờ đợi thôi, còn ai mà chưa xử lý cứ bám cái phần nhận định sáng nay của em nè, trạng thái như thế nào là cần xử lý nè, tỷ trọng ra sao cần xử lý nè, cổ phiếu ra sao cần xử lý nè, người tuân thủ đi. Tại vì em nói chị mình rồi, cơm không ăn gạo còn đó, tiền trong túi mình mới là của mình, và anh chị mình thu hồi được vốn về sau cái biến động lớn của thị trường chung á, thì mình cũng gọi là đã thành công rồi. Mình sai nhưng mình hạn chế được cái khoản thua lỗ của mình, thì mình chờ bán mới thì mình sẽ phục hồi lại. Cơ hội thị trường không bao giờ thiếu đó, và cá nhân em mình tự tin mình có một cái hệ thống để hướng dẫn cho anh chị mình mua được những cổ phiếu mạnh nhất đi lên cho một cái chu kỳ sau. Ví dụ đây là sóng dòng ngân hàng, em chia sẻ cho chị mình đánh được những cổ phiếu của sóng dòng, những cổ phiếu tốt nhất, những cổ phiếu bất động sản đi lên, chia sẻ cho chị mình đánh những cổ phiếu như DG, những cổ phiếu dòng chứng khoán em chỉ đánh đúng một cổ phiếu HCM, và chúng ta đánh ăn 4 5 vòng ở trong nhịp trước đó, vòng cuối cùng thì bị fail do biến động của thị trường chung và dòng cổ phiếu thì mình bị fail, nhưng trước đó chị mình thấy đều chọn được những cổ phiếu tốt trong một cái dòng đi lên để cho chị mình đánh. Hai trên đó là cái trình độ và cái hệ thống anh em mình tự tin để hướng dẫn cho anh chị mình. Quan trọng khi mà cơ hội lớn nó đến, anh chị mình có còn tiền hay không, thì những cái cơ hội, những điểm hồi như thế này là thời điểm cho ai có muốn gì thì làm đi, muốn cơ cấu thì hãy bán đi, hãy xử lý đi. Đấy, lưu ý nha. Đấy, còn em chỉ định hướng mà chia sẻ với chị mình như thế đó, còn trong mảng có khách hàng thì em sẽ chia sẻ chị mình nó chuyên sâu hơn và hướng dẫn anh chị mình cách xử lý nó kỹ hơn về những cổ phiếu nào mà trong room mình cần cơ cấu, thì đã đưa ra cho anh chị mình chiến lược nó rất là quyết liệt. Em cũng thế, chị em mua nó quyết liệt lắm, mà khi mà em thấy hôm thứ hai tuần rồi thị trường nó có cái bán tháo á, thì mình cũng quyết liệt trong cái điểm bán, thì đó là nguyên tắc đầu tư của em mà chị, sai mình tuân thủ chấp nhận cắt lỗ đấy. Còn hôm nay có gấp up thì sẽ lắp lại sớm đó, quay về test lại và lắp lại gấp gáp anh chị nha. Nó cho nên cũng không vội vàng mà mua trong những phiên như thế này đâu, cũng không tạo cho anh chị mình điểm mua an toàn đâu. Anh chị mình nhìn những cổ phiếu trong chứng khoán nè, nó rơi 20-30% này nó hồi lên cây trần là điều quá bình thường đấy. Cho nên liên tục anh chị mình thấy không, những cái biến động giảm lớn nè thì rất nhiều anh chị mình thấy sẽ dễ bị lôi kéo vào mua trong những phiên cổ phiếu nó bật tăng trần đấy. Thì anh chị là bắt được đúng đấy, nay về có lãi thì em xin chúc mừng thôi, còn em thì bản chất thì mình gọi là nhét cáy, và mình không có đưa hệ thống của mình vào những trạng thái mà đi bắt đáy như thế này, mà muốn anh chị mình đầu tư kiếm tiền nó bền vững hơn đấy, phải tự tin anh chị đó. Cho những trạng thái bắt đáy này nó cũng hơi mông lung, mặc dù biết nó hồi nhưng mà hơi mông lung lắm đó. Như một số góc độ nào đó những cổ phiếu như VND này, nó cũng mở gap này, thì kiểu gì cho quay về lắp lại cái gap này anh chị, gap sáng nay nè, nhiều cổ phiếu chứng khoán này cũng bật mà lắp mà mở gap tăng đúng không, VCI nè, ESI nè, những cổ phiếu như ESI mà nó rơi bao nhiêu anh chị, rơi đó khoảng tầm 15% hiện nay bật trở lại một cây là theo hiệu ứng của quả bóng rơi, tăng là được 5-6% cũng là khá ổn rồi. Nói chung thì hôm nay là ngày nào mưa thì mình vui ngày đó anh chị đấy. Nhìn chung thì hôm nay nó hồi lên cũng dễ thở hơn với những nhà đầu tư nào có còn cầm nắm cổ phiếu với dòng chứng khoán, nhưng lời khuyên của em chân thành là mọi người nên xử lý, nên cơ cấu. Hát thì ở đây cũng đã nói chị mình rồi trong cái buổi video của ngày hôm qua, thì bây giờ nó xuất hiện rồi thì mọi người cứ thế mà hành động thôi. Có ở đây nó chưa tạo cho anh chị mình điểm mua an toàn, có ở những cổ phiếu HCM test đi test lại đi, cân bằng đáy đi, tại vì biên rơi lớn thì bản chất ví dụ tạo nguyên cân bằng đáy đi, test ba bốn đáy thì xác nhận dòng tiền vào đây mình đánh, và khi mà em nói chị mình mua xong nó phải cổ phiếu nó phải phát triển một cái xu hướng tăng, thì đây mới gọi là một điểm mua an toàn và bền vững, lưu ý nha. Đấy, còn những cổ phiếu ETF như thế này là không có điểm mua anh chị, đấy, không có điểm mua cho chị nhau tôi đâu, chứ mọi người có nắm thì đừng có bán tháo ngày mức sáu ngày họ lên muốn bán gì bán, vùng giá nó tốt hơn đó. Thì đó là mặt bằng chung của các dòng cổ phiếu trên thị trường ha, ví dụ nó giảm về cái nền nó hồi phục là bình thường anh chị. Những cổ phiếu như ESI nè anh chị mình thấy không, nó giảm về tốt cái nền giá nè, cái vùng nền kiệt canh khoản đi lên là khi nó giảm về vùng hỗ trợ nó bật lên thôi, đó là trạng thái vận động cung cầu. Đấy, những cổ phiếu như HCM nè, giảm cái vùng nền nè, bật lên nè. Một vài cổ phiếu ví dụ như anh chị mình nhìn về những cổ phiếu như VND đi, nó giảm cực kỳ sâu về luôn cái vùng đáy dưới nó bật lên đấy, hoặc là mình nhìn qua cái dòng cổ phiếu dòng bất động sản là cũng họ dụ DG nó cũng tăng được 2-3% nè, em nghĩ dòng bất động sản sẽ còn hồi thêm, với cái lực này nghĩ dòng bất động sản ngày mai sẽ hồi nha anh chị nha, hồi thêm mà anh chị mình cứ cơ cấu thôi. Dù bất động sản DG ở đây về cái vùng nền giá vốn của tổ chức nè, cái vùng nền mà em và anh chị mình mua
thì về đây nó bật hồi phục lên là bình thường, nhưng bật hồi phục lên không biết nó còn giảm sâu, nó spring khủng cái nền này không thì mình không biết. Cho nên bản chất những cái điểm mua ở đây nó không tạo cho anh chị mình cái sự an toàn. Quan trọng nhất em mua thì em phải biết lý do vì sao mình mua ngay. Còn cái việc thị trường hồi phục sau quá trình giảm sâu thì mình biết nhưng mà mình không tự tin. Một số vận động ví dụ như hồi xưa cũng vậy nè, anh chị mình nhìn về những cổ phiếu như là Đắk Xanh mà em chia sẻ anh chị mình đúng không, anh chị mình thấy không, cái nhịp đầu tiên khi cổ phiếu nó vượt đỉnh mà nó thất bại nó quay về nền á, thì khi mà nó gặp cái nền giá nè, cái nền hỗ trợ nè, thì nhiều anh chị mình khi mà mình chỉ cần hiểu được hỗ trợ cổ phiếu là gì thôi thì ngày thứ sáu mình đừng có bán. Tương tự với cây này của Đắk Xanh là thứ sáu mình đừng có bán, cây ngày sau nó hồi lên bật lên thì chị mình bán. Ví dụ anh chị mình lấy dù dòng chứng khoán nó giống như thế này không, thì cây ngày sau nó bật hồi phục lên là thì ở đây là điểm cho anh chị mình cơ cấu nè, mình xử lý nè. Nếu như mình không bán mà không xử lý nhịp sau nó còn rơi tiếp tục trở lại rất là sâu đấy, thì mình sẽ kẹp luôn cổ phiếu. Cho nên thị trường này nó không giết chết nhà đầu tư đâu, mà quan trọng nhất là anh chị mình có nhìn nhận ra cổ phiếu để mình xử lý hay không thôi, mình có nhìn nhận ra cái việc mà mình mua sai để mình chấp nhận cắt lỗ hay không thôi. Thì nó tùy vào khẩu vị của anh chị mình, còn em mua sai mình quyết liệt xử lý lắm đấy. Cho nên cái nhịp mà nó về cái vùng là hỗ trợ là nó sẽ có nhịp hồi phục là điều tất yếu anh chị ha đấy. Bản chất cổ phiếu mà nó là như thế. Những cổ phiếu ví dụ như là gì, nhiều cổ phiếu này cũng hồi cũng tích cực đúng không, như là BDR đi, BDR ấy, thì nó cũng bật hồi phục trở lại nè, nghĩ ngày mai những con này sẽ tiếp tục hồi đó đấy. Những cổ phiếu như BDR chia em đánh giá anh chị mình sẽ hồi về lắp cái gáp đây nè, lắp gáp đây thì chị mình cơ cấu nè, những con BDR nè đó, thì nó về nền nó sẽ hồi phục thôi. Tương tự với cái cách mà em chia sẻ với chị mình về cổ phiếu Đắk Xanh đấy, một vài cổ phiếu của thép luôn xem, thép này cũng hồi mà hơi yếu ha đấy. Nhìn chung hiện tại cơ hội điểm mua an toàn nó vẫn chưa xuất hiện đâu, mọi người cứ kiên nhẫn và chờ đợi thôi đấy. Một vài cổ phiếu ví dụ dòng ngân hàng đi, dòng ngân hàng một vài cổ phiếu hôm nay cũng bật hồi phục trở lại, ví dụ như Techcombank, Techcombank đúng không đấy. Cho nên vì sao mà em nhìn được cái việc mà thị trường hồi phục ngày hôm nay á, thì nó cũng đến từ cái yếu tố mà xào nấu của tổ chức trong ngày 16. Mình thấy rất rõ cái yếu tố mà cho nhà đầu tư bán, và đa phần anh chị bán ngày 16 đều là giá thấp thôi đấy. Cho nên không kiến nghị chị bán những vùng đó, cho nên chị mình thấy là thứ sáu là chủ yếu tổ chức họ xào nấu rồi, họ xào nấu và có những yếu tố dễ chấp. Thì sau cái việc mà giải chấp thì thị trường sẽ hồi phục theo hiệu ứng quả bóng rơi. Những cổ phiếu ví dụ như Techcom này cũng bật lại nè, nhưng nó vẫn còn giữ trong cái biên. Ví dụ ở đây mà Techcombank mà em nói chị mình nó xuất hiện kem bán tháo số 2 á, thì em cũng sẽ hạ quy mô vốn nha. Cho nên mình sẽ xem như thế nào trong danh mục viên mình bây giờ còn có vài mã cổ phiếu banh thôi, chứ không có đánh lan man anh chị. Thứ nhất là thu gọn được danh mục nè, hạ quy mô và hạ tỷ trọng rồi, đưa tài khoản nó về trạng thái an toàn để mình chờ cái việc thị trường cân bằng thêm đấy. ACB nhìn chung nó vẫn cứng cựa ha. Nhìn chung em thấy bản chất tổng quan với dòng ngân hàng thì mình thấy cái quá trình mà tổ chức họ phân phối ở đây á, nó không có rõ ràng và họ không có phân phối được hết được hàng để kết thúc chu kỳ. Cho nên em nghĩ đoạn sau nhịp tới sẽ là tiếp tục là con sóng của dẫn dắt của dòng ngân hàng đi lên. Cho nên tạm thời mọi người cứ quan sát và chú ý kỹ cái dòng ngân hàng nha, mình chờ sau những cái vùng cân bằng tín hiệu dòng tiền mới đó như thế nào, tiếp tục xác nhận vào dòng ngân hàng thì mọi người tiếp tục tập trung vốn và mình đánh cái dòng này đấy. EIB nó giảm sâu cũng hồi lại mọi người nè đấy, khủng nền bắt đầu hồi trở lại nè. Những cổ phiếu ví dụ như là gì như Tiên Phong nó cũng hồi lại nè, về luôn những cái vùng nền dưới này, vùng nền giá vốn của tổ chức này, từ tháng 12 này bật lên nè đấy. Cho nên bản chất thì dòng ngân hàng chúng ta cũng sẽ chờ cái quá trình cân bằng, chứ mọi người cũng chưa vội vàng trong giá trời qua giai đoạn này mọi người mua đâu. BIDV này, BIDV nó vẫn trong cái biên nền vậy, nó có đây có hay gọi là điểm spring để xem như thế nào. Nếu như mà mình thấy tín hiệu trạng thái dòng tiền mới xác nhận vào thì đó cũng là một cái tín hiệu tích cực anh chị nha, cho nên mọi người phải cần chờ đợi và quan sát kỹ. Cho nên ví dụ danh mục của em bên dưới mình vẫn còn cầm 4 mã cổ phiếu ngân hàng, MB mình mua từ lâu rồi, từ vùng chân sóng mà. BIDV cũng từ vùng chân sóng mà. Gần đây nhất thì có mua VIB trong giai đoạn cái xác nhận dòng tiền và điểm gia tăng. Những cổ phiếu như Techcom cũng thế, mua từ quanh cái vùng giá quanh vùng 44 và cây gia tăng, thì đó là hai điểm mua đấy. Cho nên mình sẽ quan sát thêm thị trường. Còn với cái vận động tín hiệu này của thị trường chung thì xu hướng trong ngắn hạn thị trường, mặc dù ngày hôm nay thị trường nó hồi phục đi, nhưng mà cái xu hướng ngắn hạn của thị trường nó vẫn chưa thay đổi đâu anh chị nha đấy. Cho nên chúng ta phải tiếp tục chờ những cái diễn biến mới. Một cái biên rơi lớn của thị trường á, thì ở đây em cũng chia sẻ sớm cho chị mình biết luôn nè, thì để thị trường mà tạo đáy á, nó sẽ có hai dạng. Một là tạo đáy cân bằng, tạo đáy chán nản, có nghĩa là thị trường sẽ tạo cái vùng cân bằng nè, nó tạo sự chán nản nè, và cái vùng chán nản này sẽ cực kỳ mất thời gian anh chị nha, và nó sẽ liên tục có những điểm gì? tăng rũ như này, tạo hệ ba đáy bốn đáy sau xác nhận dòng tiền quay trở lại đi lên, thì nó gọi là tạo vùng đáy cân bằng đấy. Chuyện thứ hai là thị trường sẽ tạo cái vùng đáy hoảng loạn. Một cái vùng đáy hoảng loạn là những cái trạng thái mà khi thị trường rơi á, thị trường tiếp tục giảm á, nó sẽ mở thêm những cái gap down. Anh chị mình lưu ý nó mở những cái gap down nè, mở những cái gap down nó tạo sự hoảng loạn, thì đây gọi là đáy hoảng loạn. Sẽ có những cái phiên stopping volume 3 và xác nhận những cái trạng thái dòng tiền đi lên luôn, lưu ý kỹ ha. Đấy, giống như quá trình đây là gọi là đáy hoảng loạn nè anh chị mình thấy, những cái gap down thị trường mở rơi nè, những cái gap down thị trường mở rơi nè, thì nó sẽ có những yếu tố nó sẽ bật lên trở lại và xác nhận dòng tiền, lưu ý đây đáy hoảng loạn đi lên. Còn ví dụ như trạng thái gọi là đáy cân bằng thì nó xuất hiện nhiều ở đây anh chị thấy những cái trạng thái đáy ngắn hạn gọi là đáy cân bằng nè, nó tạo cái vùng biên cân bằng nè, lên rũ liên tục chán nản nè, thanh khoản thấp ở vùng đáy cân bằng nè, thì cho nó xác nhận dòng tiền thì nó có nhịp quay trở lại, lưu ý kỹ nha. Đấy,
Cho nên mọi người nên chờ đợi cái trạng thái tín hiệu của thị trường như thế nào thì rồi mình sẽ đánh giá tiếp. Đấy, thì đây cũng gọi là trạng thái về cái vùng đáy gì, vùng đáy cân bằng này, tạo cái vùng biên cân bằng tới cung cầu này, sau đó bật bật đi lên trở lại này. Đấy. Cho nên tùy vào cái kịch bản của thị trường. Còn ở đây mình gọi là sẽ là đáy gì? Đáy hoảng loạn anh chị, mở gap down rơi, trạng thái trước đó là biên rơi rất là sâu và nhiều cái gap down tạo sự hoảng loạn rất lớn lên tổng thể cái thị trường chung. Đấy, nhưng bản chất thị trường muốn đi lên mặc dù đáy hoảng loạn đi thì nó cũng phải có yếu tố test hai đáy. Một đáy là hồi lên test lại nè. Cho nên em nói chị mình nếu như mà trạng thái có muốn bắt đáy mà cược thị trường đi lên thì nên bắt ở đáy số 2 sau quá trình test lại và dòng tiền vào thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy, cho nên thị trường lúc này nó cứ chưa đủ những cái dữ liệu, những cái tín hiệu mà để em đánh giá. Một phiên hồi phục nó chưa nói lên được nhiều điều đâu. Em nói phiên hồi phục này hầu như trên thị trường ai cũng sẽ đánh giá được thôi. Và em cũng đánh giá được. Cho nên bản chất nó sẽ không tạo được những cái sự an toàn trong điểm mua. Cho nên mọi người phải chờ thêm đáy cân bằng hay đáy hoảng loạn. Thì mình cứ để thị trường trả lời. Thị trường đưa cái bài toán nào thì mình sẽ giải cái bài toán đó. Đấy, em đã lên kế hoạch nó chi tiết hết rồi. Phần còn lại là mình cứ chờ thị trường chung. Giống như ở đây em cũng đưa cho chị mình cái kế hoạch kịch bản của thị trường hết rồi. Những phiên pivot xác nhận dòng tiền mà thành công thì chúng ta sẽ lại lớn. Kịch bản xấu xuất hiện chúng ta sẽ cơ cấu chấp nhận sai và cắt lỗ, thì đó mới là đầu tư. Lúc nào cũng đưa ra cho mình cái kế hoạch kịch bản đầu tư chứ không phải là mua lan man rồi bán tháo chạy. Lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, trên đó là những gì em chia sẻ với mọi người. Anh chị là muốn cùng hỗ trợ với em thêm á, mọi người có thể vào trong room cộng đồng đi. Cái room này em mới tạo được tầm 2 3 tuần, nó cũng khoảng 500 người rồi đó. Đấy, thì anh chị mình vào đây những cái nhận định chia sẻ em có hỗ trợ thêm cho anh chị mình ở nhóm này á. Còn trong room khách hàng thì anh chị nó có cơ hội mình thấy đồng quan điểm thì mình cứ tham gia, thì mình liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi video ngày mai. Tạm biệt anh chị.